Tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân. Kiên quyết chống thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ. Đó là những phát biểu làm nức lòng nhân dân của cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh lúc ông mới nhậm chức. Tuy nhiên, lời nói không đi đôi với việc làm, thậm chí nói một đằng là một nẻo. Ông Nguyễn Xuân Anh sau đó bị cách hết chức vụ do những vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ, kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng ô tô doanh nghiệp biếu, gây dư luận xấu trong xã hội. Xin chào quý vị và các bạn. Trường hợp cán bộ lãnh đạo khi mới nhậm chức thì ra sức hứa với những phát ngôn làm dậy sóng nhân dân như vậy. Nhưng rồi sau đó, lời nói không đi đôi với việc làm, dẫn đến nhiều chủ trương nghị quyết của Đảng dần trở thành lời nói suông, không những gây ách tắc trong công việc mà còn ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức Đảng và niềm tin trong nhân dân. Đấu tranh với hiện tượng lời nói không đi đôi với việc làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hà Nội, hàng chục năm nay, lời hứa cải tạo chung cư cũ vẫn chỉ là lời hứa. Với 1.500 nhà chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1994, từ năm 2005, Hà Nội bắt đầu cải tạo các khu chung cư cũ. Đến nay mới có 19 dự án hoàn thành. Sau nhiều năm dậm chân tại chỗ, năm 2021, thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành đề án cải tạo chung cư cũ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo. Tuy vậy, tình hình vẫn không khả quan hơn. Nhân dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề chậm trễ này. Hãy nói ngay tại cái nơi tôi ở. Qua 2-3 khóa quốc hội, chỉ có nhà B5P và nhà trẻ ngay đầu đây. Không giải quyết được vì thành phố tự điều chỉnh lại quy hoạch. Nếu không giải quyết những vấn đề thì tất cả vẫn cứ là như cũ. Dân bức xúc lắm, kiến nghị nhiều lần hội đồng dân, kể cả thành phố, không giải quyết. Những sự việc như vậy không phải là hiếm. Nhiều nơi, chính quyền hứa với dân sẽ sớm giải quyết những công việc tồn đọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nhưng mãi chẳng thấy đâu. Người dân cứ phải sống trong chờ đợi, lo âu. Câu chuyện về những lời hứa suông của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đối với người dân Thủ Thiêm trong suốt 20 năm răng rạc khiếu kiện có thể xem là một ví dụ điển hình. Vấn đề Thủ Thiêm không thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2, nhưng dứt khoát là trong năm 2019. Chúng tôi sẽ làm theo kết luận thanh tra, theo chứng cứ, đúng công lý, luật pháp và tăng tốc trong 3 tháng tới. Tôi cam đoan, khi nào còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, tất cả những gì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã hứa đều không được hiện thực hóa, để rồi Thủ Thiêm đã thành khu đô thị mới, nhưng vẫn chứa đựng không ít bất ổn và đau thương. Nói không đi đôi làm, tức là không có hiệu quả cho công việc đã. Thì anh hứa mà đằng là anh hứa là năm nay tăng trưởng GDP của địa phương lên 9% chẳng hạn. Nhưng anh nói anh có làm đâu, cho nên chỉ tăng có 4%, như vậy là dân sẽ đói. Ví dụ thế, hay là trong một cái công tác nào đấy, anh nói có làm, cái quan trọng nhất là mất lòng tin hoàn toàn của dân. Dân không tin nữa, không tin vào anh, tức là không tin vào cái mà chức vụ anh đang giữ, cũng như là cái cơ quan anh đang tồn tại, cũng như là xa hơn nữa là không mất lòng tin với Đảng. Điều đó là một cái tội lỗi vô cùng nặng. Thưa quý vị, người xưa có câu, nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9, kẻ cười người chê. Để thấy rằng là chỉ có một phần không làm được như những lời đã nói, đã hứa là đã bị chê cười, chứ chưa nói đến việc nói mà không làm. Thế nhưng hiện nay có những cán bộ đảng viên không chỉ nói mà không làm, mà lại còn nói một đằng, làm một nẻo. Trong vụ ký test Việt Á, có những cán bộ đảng viên nói một đằng, làm một nẻo một cách trắng trợn. Cựu giám đốc CDC các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế đều là những người từng tuyên bố mạnh mẽ không nhận một đồng hoa hồng nào từ Việt Á. Họ công khai khẳng định làm đúng pháp luật, không tư túi, thậm chí là phải chịu đựng thiệt thòi. Nhưng cuối cùng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Đây là một cái hiện tượng không hiếm ở trong đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta. Và vì vậy nên có thể khẳng định được rằng là trong hàng ngũ của chúng ta không ít những cán bộ đảng viên hôm nay vẫn có tính hai mặt, hay nói khác ghi là có phẩm chất, có đạo đức giả. Thậm chí có những cán bộ trên diễn đàn
họ nói rất hay về tư cách, phẩm chất của người đảng viên. Nhiều vị còn thuyết giáo về vấn đề tham nhũng, giao giảng đạo đức, mà sau đó việc làm lại trái đạo đức, nói một đằng là một nẻo. Đáng ra là gì phải rất là gương mẫu, nhưng mà chính anh lại cuối cùng là trở thành câu chuyện là gì, nói về đạo đức nhưng là làm trái với đạo đức. Cho nên là đồng chí Tổng Bí thư luôn luôn nhắc nhở chúng ta là trọng liêm sỉ. Và cũng đồng chí cũng đã từng nảy những cái câu chuyện để chúng ta nhớ là khi đọc những tác phẩm văn học của Nga, để chúng ta sống trở thành những người tử tế, để rồi khi chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng không phải ân hận về những việc làm của chúng ta đối với xã hội. Nói đi đôi với làm trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, lời nói và việc làm phải tương xứng với nhau, phải phù hợp với nhau, không được mâu thuẫn trái ngược. Để xảy ra tình huống mâu thuẫn trái ngược này là mắc vào một lỗi lớn, không chỉ là lỗi về tư duy mà đó chính là vấn đề về đạo đức. Đây là vấn đề đạo đức, bởi vì không bao giờ có chuyện, kể cả bố mẹ cũng dạy con từ ngày xưa là không bao giờ muốn là đứa con ra lại nói dối. Để nói không đi đôi làm là một hình thức nói dối thôi chứ không có gì khác cả. Tôi nói mà đằng tôi làm, tôi nói như thế này nhưng tôi không làm như thế, chứng tỏ là đấy là nói dối, là sự thiếu trung thực đầu tiên với chính cả bản thân mình và sau với xã hội, với bạn bè, với đồng chí, với cơ quan. Và cái điều đó mà nếu nó cứ liên tục xảy ra thì phải nói là nó sẽ dẫn những con người đấy đi đến một cái gọi là một cái hậu họa khôn lường, không biết thế nào mà được. Cái thói đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo, mà nhất là những cái người ở vị trí đáng nhẽ phải nêu gương ấy, thì cái tổn hại vô hình, tổn hại đến đạo đức xã hội, tổn hại đến uy tín của chế độ là rất lớn, mà không có cái mức án nào có thể trừng phạt hết được cái tội đó cả. Nói đi đôi với làm là việc làm khó nhất ở đời, để thực hiện được không chỉ cần sự hiểu biết, có lý trí, nghị lực và quyết tâm, mà còn cần có tình cảm, đạo đức trong sáng, hướng thiện. Nói đi đôi với làm đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên biết tự vấn lương tâm, biết tự trọng mình và biết tôn trọng người khác. Cao nhất là biết trọng dân, vì dân. Thì tôi cho rằng chúng ta phải chỉnh sửa rất nhiều thứ. Trong đó có cả cái chỉnh sửa quy trình và giám sát, rèn luyện cán bộ. Thì trước đây đảng ta làm rất tốt. Đấy chính là thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng cái điều mà chúng ta tâm niệm là tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng. Bây giờ chúng ta làm cái đó kém quá. Cán bộ đảng hư hỏng, tự đảng không chữa được thì phải chữa bằng dân. Tổng Bí thư nói rồi, hỏi dân, dân biết hết. Chúng ta ở đây không phải dân túy, nhưng phải để cho cán bộ luôn luôn đối diện với nhân dân. Tất cả những cái biện pháp đó phải tiến hành đồng bộ thì lúc đó nó mới bớt cái thói đạo đức giả, bớt thói giả dối ở trong cái thi hành công vụ. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng nói ít bắt đầu bằng hành động, tốt nhất là miệng nói tay làm gương cho người khác như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn. Đồng thời cũng phải kiên quyết đấu tranh với những người chỉ biết nói là nói, nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được. Những người như thế thì không thể dùng vào công việc thực tế. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.